Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn sử dụng cái Respond ha ờ, Trong cái video lần trước á, thì Phú đã hướng dẫn cho bạn cách làm thế nào để bạn có thể tạo được một cái tài khoản email marketing với Respond miễn phí sử dụng trong 30 ngày Và thiết lập cái tài khoản đó như thế nào để mà khi bạn gửi cái email đó tới khách hàng của bạn thì nhìn cái tiêu đề này nọ kia nhìn nó thân thiện hơn ờ, <laughs> Thì trong cái video lần này á Phú sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm thế nào để bạn có thể tạo được một cái danh bạ và uh, thiết lập cái danh bạ đó như thế nào để mà khi mà mà bạn tương tác với lại khách hàng của bạn uh, với những người đăng ký vào cái danh sách email của bạn á thì nhìn nó um, tối ưu hơn và thân thiện hơn và branding nhiều hơn thì uh, nếu như bạn nào chưa có xem cái video một á thì các bạn có thể click vào cái đường link ở bên dưới cái video này thì bạn để theo dõi cái video đó ha. Ok thì giờ bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Thì để tạo một cái danh bạ mới á thì các bạn click vào cái nút danh bạ ở đây nè, danh bạ nè các bạn. Đó. Rồi các bạn click vào đây ha. Đó, thì các bạn để ý hai cái nút ở bên bên tay phải đây nè, một cái là tạo danh bạ là để tạo một cái danh bạ, một cái danh sách email mới. Cái thứ hai là thêm liên lạc. Thêm liên lạc này có nghĩa là khi mà bạn đã có một cái danh bạ rồi thì bạn nhấn vào đây để bạn thêm những cái danh sách, những cái email mới vào trong cái danh bạ của các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái danh bạ mới ha. Rồi, các bạn click vào nút tạo danh bạ. Bây giờ bạn sẽ đặt tên cho cái danh bạ này. Thì bây giờ ví dụ như là chúng ta sẽ đặt tên cho nó là ví dụ như là chiến dịch, uh, e dịch nhận ebook đi. Chiến dịch nhận ebook. Cái lưu ý ở đây á là khi các bạn viết cái tên á là các bạn tiếng Việt không dấu và có một cái dấu gạch ngang giữa các ký uh, tự ha. Thì cái cái chữ này nè để mà nó không có trùng nhau. Rồi sau khi xong á thì các bạn nhấn tạo ở đây, nhấn nút tạo. Rồi, bây giờ chúng ta đã có một cái danh sách, một cái danh bạ mới trong cái uh, email marketing của chúng ta thì bây giờ Phú sẽ hướng dẫn cho bạn cách để mà bạn thiết lập cái 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 danh bạ này mà khi bạn gửi cái email đi á nhìn nó nó chuyên nghiệp và nó thân thiện hơn bây giờ để thiết lập cái, cái, cái danh cái danh sách này á bạn click vào nút ba chấm ở đây nè bạn thấy không đó rồi các bạn chọn vào một cài đặt ở cái mục cài đặt danh bạ này á các bạn sẽ để ý ba cái tab thứ nhất là cái tab tổng quan thứ hai là cái tab đăng ký và thứ ba là cái thư xác nhận cái thư xác nhận này á là khi mà người dùng họ đăng ký và à, vào để mà nhận cái email của các bạn á thì họ sẽ nhận được cái 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 thư thư này thì bây giờ phú sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết từng cái tab một ha rồi đầu tiên là cái tab tổng quan ở cái tab tổng quan này á thì các bạn để ý là cái tên danh bạ nè cái tên danh bạ là cái tên mà các bạn vừa đặt nè nếu mà các bạn muốn thay đổi thì cũng thể thay đổi ở đây ha ngoài ra cái tiêu đề danh bạ cái tiêu đề danh bạ này á thì nó người dùng sẽ họ sẽ không có, có có nhìn thấy cái này mà chỉ có bạn để mà bạn biết mà bạn sử dụng thôi và phú khuyên là mình có thể đặt theo từng chiến dịch để mà mình uh, dễ theo dõi thì các bạn có thể đặt làm chiến dịch nhận ebook mới đó thì mình có thể đặt cái tên như vậy để mình dễ quản lý thôi rồi phần mô tả danh bạ thì các bạn có thể uh, thêm một chút về mô tả là uh, đây là đi bút mới đó thì uh, tùy theo cái phần mô tả của của cái, cái... chiến dịch thì các bạn có thể thêm vào đây thì uh, cái này chỉ là ví dụ cho nên phú viết đơn giản như vậy thôi rồi tiếp đến là cái loại cái loại ở đây á là các bạn để ý là chúng ta sẽ chia theo từng cái loại, ví dụ như là bất động sản hay là chăm sóc sức khỏe thì tùy theo cái um, nhu cầu và cái chủ đề của các bạn thì các bạn có thể chọn ở đây ha. Ở đây thì mình ví dụ như là mình về giáo dục thì mình sẽ chọn vào là giáo dục ở đây. Rồi. Tiếp đến là cái mục ngôn ngữ. Cái mục này cực kỳ quan trọng nha các bạn. Các bạn nên chọn là tiếng Việt tại vì những cái email của chúng ta là gửi đi cho người Việt cho nên là chúng ta sẽ chọn là ngôn ngữ là tiếng Việt ha. Rồi, tiếp đến là cái mục hiển thị địa chỉ bưu điện trong chân trang thư. Có nghĩa là cái mục này á, cái địa chỉ này nó sẽ hiện ở bên dưới cái email các bạn gửi cho khách hàng. Thì ở đâu có cái địa chỉ này? Cái địa chỉ này á là nó nằm trong cái lúc mà các bạn đăng ký cái tài khoản email với cái Respond á thì cái Respond họ sẽ mặc định họ lấy cái địa chỉ đó và họ họ bỏ vào đây nếu như mà các bạn không muốn nó hiện ở ở cuối cái thư của bạn á, cái địa chỉ này hiện ở cuối thư á, thì các bạn hẳn thể tắt nó đi. còn nếu như mà bạn là là chủ một doanh nghiệp hoặc là một cái công ty á, thì phụ lời khuyên của Phú á, là bạn nên bật cái này lên để khách hàng họ biết uh, địa chỉ rõ ràng của công ty các bạn thì cái 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 tính cái độ uy tín của cái email á nó sẽ tăng lên. ngoài ra thì bạn cũng nên uh, để cái logo cái mục logo đây nè các bạn, mình sẽ để một cái logo của cái công ty hoặc là cái um, cái thương hiệu của top của bạn lên đây thì để tải logo lên đây á, bạn nhấn vào nút này ha, chọn tiệp tập tin nè, rồi Phú lấy ví dụ như là Phú sẽ chọn một cái logo của Phú có sẵn đi ha, rồi rồi đó, mình sẽ chọn cái logo ha, rồi upload lên, thì cái logo này á nó cũng sẽ nằm ở bên dưới của cái email nằm dưới cùng của cái email á, khi mà các bạn gửi đi thì nó nằm ở bên dưới đó, rồi cái cái định dạng file thì các bạn để ý ha là cái file zip nè chấm hoặc là file png ha file zip và dung lượng của nó là dưới một mê nha các bạn lưu ý cái, cái vấn đề này ha rồi cái cái đường này là bạn cần nhập một địa chỉ email trang web có nghĩa là ở đây là cái địa chỉ email khi mà khách hàng họ thấy cái logo này và họ click vào cái logo này thì lời khuyên là bạn nên để cái website của các bạn ví dụ như là mình để website của phú đi đó mình để cái website của mình vào đây thì khi mà khách hàng họ click vào cái logo này á thì họ cái họ sẽ dẫn họ đến cái cái trang chủ của blog hoặc là cái uh, công ty của các bạn rồi cái phần này thì các bạn để để nguyên ha không thay đổi thì sau khi thiết lập xong hết tất cả những cái này á các bạn nhấn vào lưu cài đặt tổng quan rồi như vậy là chúng ta đã xong cái mục tổng quan khi mà cài đặt cái danh bạ rồi bây giờ Phú sẽ chuyển tiếp tới cái mục là đăng ký. Cái mục đăng ký này nghĩa là sao? Cái mục đăng ký này á nghĩa là khi mà khách hàng họ đăng ký vào cái form nhận email ở trên cái website của các bạn á, cái form này nè các bạn, đó, cái form này nè, à, các bạn thấy trên top của Phú á, đó khi mà khách hàng họ nhập cái email vào đây, nhập cái email vào đây, rồi họ nhấn cái nút download này, thì họ sẽ nhận được một cái email xác nhận đăng ký đó là để chắc chắn rằng họ đã đăng ký vào cái danh sách nhận email của chúng ta chúng ta không phải là spam đó thì cái mục đích của một đăng ký này như vậy thì cái phần đầu tiên đó là gửi thông báo đăng ký có nghĩa là khi mà ai đó mà đăng ký vào nhận nhập email vào và nhấn đăng ký nè thì cái response họ nó sẽ gửi cho mình một cái email thông báo rằng à, à anh 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 phú có đăng ký vào email của bạn thì bạn sẽ nhận được cái email đó và ở đây á là cái email xác nhận nè là nó nó sẽ gửi về cái email này cho bạn nè là contact a à, móc góc phú com nè đó thì ví dụ như cái danh sách của bạn mà cái lúc mà mới á ít người đăng ký á thì các bạn có thể bật nó lên chứ còn nếu như mà cái cái lượt đăng ký của bạn hàng ngày nó quá nhiều đi á thì đôi khi cái email này gửi về cũng làm phiền chúng ta, thì lời khuyên của Phú là bạn nên tắt nó đi, tắt nó đi luôn. Rồi tiếp đến là yêu cầu xác nhận bổ sung, có nghĩa là cái này giống dạng như là cái cái opt-in hai lần á các bạn, là có nghĩa là um, mình sẽ yêu cầu cái người mà đăng ký họ phải xác nhận thêm một lần nữa là họ muốn nhận cái email này của mình. Thì nếu như mà bạn muốn làm email marketing chuyên nghiệp á và có để có được một cái danh sách email chất lượng á thì lời khuyên á là nên bật hai cái tính năng này lên. Là đăng ký qua web nè và đăng ký qua API để xác thực rằng á họ thật sự muốn nhận email của mình và để mình có được lọc được những khách hàng nó thật sự chất lượng. Cho nên là chúng ta nên bật hai cái này ha. Thì khi mà bạn bật cái này lên á thì cái response sẽ gửi một cái thư confirm tới cái người mà họ đã đăng ký vào email của bạn á rằng xác nhận rằng một lần nữa là bạn có muốn xác nhận không, uh, có nhận email đó hay không đó thì các bạn uh, nên chọn ha. Rồi tiếp đến là cái trang xác nhận, cái trang xác nhận này có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà họ nhấn vào cái nút xác nhận á trong cái email á gửi response gửi cho họ thì họ sẽ nhận được một cái email Uh, một cái cái thông tin chuyển tới ví dụ như khi mà bạn nhấn vào trong đây này, đây phú uh, mở cái này lên cho bạn xem ha xác nhận một cái email xác nhận đây nó giản giống dạng như thế này nè các bạn là khi họ mà đã nhấn xác nhận email thì họ sẽ nhận được một cái một cái thông tin giống như vậy ở trên cái response nếu như mà các bạn chọn cái mục là cái response ở đây nè thì họ sẽ nhận được một cái họ sẽ dẫn họ đến một cái trang như thế này đó bây giờ phú sẽ mở thử lên cho các bạn xem ha bây giờ ví dụ như mình chọn là cái response đi thì người dùng cái người mà được xác, uh, người mà xác nhận á, họ sẽ họ sẽ chuyển đến cái trang nào mình có thể xem nhấn nút xem trước ở đây ha đó đó các bạn thấy không đây là cái logo của các bạn nè à, đó phú cảm ơn đó cảm ơn bạn đã đăng ký và cái vào cái email này và ở trên cái chiến dịch này ha đó đây và bạn vào rơi vào chiến dịch này còn nếu không á nếu không á bạn không thích á thì bạn có thể là dẫn họ tới một cái đường dẫn tùy chỉnh có nghĩa là khi họ click xác nhận email á thì sẽ tới một cái trang À, trang cảm ơn á trang thank you page á để ví dụ như là bạn có thể là chia sẻ thêm với họ những cái thông tin mới hoặc là cho họ download một cái uh, ebook mới hay là một cái gì đó bạn muốn tặng cho họ để mà làm quen hoặc là một cái trang giới thiệu về bạn để mà khi mà người dùng họ họ biết về bạn nhiều hơn thì bạn có thể nhập vào đây ha thì thông thường á phú sẽ chọn là url tùy chỉnh nè và mình sẽ chọn một cái trang ở đây á thì uh, Uh, phú sẽ không có nói về cái trang giới thiệu đó mà phú sẽ cho nó về cái trang chủ luôn đi mình ví dụ về trang chủ đi thì khi mà người dùng xác nhận á, thì nó sẽ chuyển về cái trang chủ này còn nếu như mà bạn có trang cảm ơn á thì bạn nên để cái trang cảm ơn vào đây và bạn click vào cái nút là url tùy chỉnh này để khi mà người dùng họ xác nhận thì họ chuyển trực tiếp tới cái cái trang cảm ơn nó luôn đó ngoài ra thì ba cái mục ở dưới này đó là ba cái mục về hủy đăng ký và trang chi tiết Uh, chi tiết chấp thuận thì uh, cái này là dành cho những người mà không muốn nhận email của các bạn nữa thì họ có thể hủy đăng ký thì các bạn có thể xem trước những cái trang đó ở đây và bạn sẽ thấy là những cái um, email để mà xác nhận khi mà họ hủy đăng ký của các bạn rồi sau khi mà bạn cài đặt xong á các bạn xong á các bạn cũng nhấn vào lưu cài đặt đăng ký ha rồi như vậy là xong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái tab thứ ba, đó là cái tab là thư xác nhận. Cái thư xác nhận này á, thư xác nhận này á có nghĩa là khi mà họ đã xác nhận đăng ký xong hết rồi á thì giống như là bạn gửi một cái thư à cảm ơn đến họ là bạn đã à, bạn đã đăng ký, à, mình đã cảm ơn bạn đã đăng ký cái nhận email từ góc của Phú thì họ sẽ nhận được một cái email như vậy. Thì lời khuyên của Phú á, thì bạn nên chọn cái mục là HTML ở đây đó HTML ở đây rồi cái tiêu đề á, thì mình sẽ chọn cái dòng đầu tiên này nè để xác nhận việc đăng ký của bạn nè xin nhấp vào link đường, đường sau nè đó đó thì các bạn nhấn vào đó rồi cái email này á, là cái email mặc định khi bạn đăng ký với lại cái respond ha rồi tiếp đến là cái mẫu cái mẫu thư cái mẫu thư này các bạn thấy cái mẫu thư nó nó để cái mẫu ở, ở phía bên dưới kia là các bạn xem nè đó đây là nội dung ha nội dung cái thư đó thì bạn có thể là thay đổi cái cái dòng ở dưới này ví dụ như là cái này là bạn ghi là gốc của phú block đi của phú block đó rồi đây thì còn cái đây là cái nội dung để mà mà khi mà họ click vào đường link đó để họ xác nhận là họ muốn nhận email từ từ bạn rồi mẫu thì các bạn chọn cái là cái mẫu mặc định ha Đây mặc định mẫu nè mặc định mẫu đó rồi cho nên là bạn nên chọn HTML ở đây ha Còn nếu như mà các bạn muốn mà chọn để mà nhập văn bản á thì các bạn có thể mà vào đây nghĩa là bạn đánh một cái, cái email vào và để gửi cho trực tiếp cho cái uh, cái người đăng ký luôn rồi bây giờ chúng ta sẽ học sau khi xong á thì các bạn lưu lại, lưu thư xác nhận lại rồi thì như vậy là xong ba cái bước cài đặt danh bạ thì cái quan trọng nhất ở đây á đó là cái mục đăng ký đăng ký thì các bạn nên bật hai cái tính năng là đăng ký qua web và đăng ký qua api để chắc chắn rằng cái người mà đăng ký email của bạn á họ muốn nhận email từ bạn ha để bạn có được một cái danh sách email chất lượng hơn rồi. Cái thứ hai nữa là cái URL tùy chỉnh khi mà họ đăng uh, xác nhận đăng ký xong thì bạn nên giới thiệu một chút xíu về bạn tại cái trang cảm ơn này, trang thank you page này nè. Để cảm ơn họ là đã đăng ký và có thể là tặng cho họ một món quà nào đó để mà họ tiếp tục theo dõi club uh, của các bạn. Rồi. Và cuối cùng á là chọn cái phần ngôn ngữ này các bạn. Cái ngôn ngữ thì các bạn luôn lưu ý là nên chọn tiếng Việt nha các bạn. Đó. Rồi như vậy là chúng ta đã thiết lập xong cái phần danh bạ trong cái email marketing correspond của chúng ta. Rồi bây giờ làm thế nào để mà chúng ta có thể thêm cái danh sách, thêm cái email vào cái danh sách này, rồi để thêm cái email vào danh danh bạ thì các bạn chọn lại một danh bạ ha, chọn một danh bạ. Đó, đây là danh bạ các bạn. Bây giờ chúng ta để thêm liên lạc vào trong cái danh bạ này, thêm email vào trong cái danh bạ này thì các bạn chọn vào thêm liên lạc ở đây nè, đó thêm liên lạc, đó thêm liên lạc. Bây giờ chúng Phú sẽ mình mình sẽ chọn cái danh bạ đầu tiên ha chiến dịch nhận ebook nè đó chiến dịch nhận ebook của của mình nè, đó rồi bạn muốn thêm liên lạc như thế nào, từng bước một một cách thủ công có nghĩa là bạn sẽ nhập từng cái địa chỉ email ở đây địa chỉ email ở đây ví dụ như Nguyễn Văn A A móc Nguyễn Văn A, A gmail com rồi tên Nguyễn Văn A đó rồi sau đó bạn chọn click vào tôi có quyền thêm người này vào danh bạc của mình đó sau đó bạn nhấn vào thêm liên lạc thì sau khi bạn nhấn vào thêm liên lạc đó, là cái cách này là bạn thêm thủ công từng cái email một vào trong cái danh bạ của các bạn. Cách này đó thì nó phù hợp với những cái bạn mà mới và bạn muốn nhập những cái email bạn có ít cái email hơn. Nhưng mà nếu như mà bạn có một cái danh sách nhiều cái email thì làm thế nào để mà bạn có thể inbox cái email đó vô trong cái cái danh bạ này. Thì để thêm cái danh sách email bằng cái file Excel á vào trong cái danh bạ mới này á thì bạn chọn cái mục thứ hai nè tải tiệp lên hoặc là sử dụng một dịch vụ bên ngoài hay dán các hàng thì bạn chọn vào mục này đó chọn vào mục này thì cái response sẽ cho phép bạn thứ nhất là bạn có thể tải một cái tập tin lên từ cái máy tính tải cái tập tin lên máy tính thì cái tập tin á cái tập tin đó là phải có giới hạn là dưới 10 mê các bạn tập tin đó phải có một cái um, cái size á, là phải dưới 10 mê và cái format của nó phải là file excel nè csv hoặc là file txt đó thì các bạn tải lên rồi nếu mà các bạn không có rõ những cái file này á cái tập tin này á, là nó định dạng như thế nào á, thì các bạn có thể xem cái cái định dạng ở đây nè bạn click vào để xem định dạng đó để xem định dạng từng cái cái mục ha ở đây nó nó sẽ response sẽ uh, hướng dẫn cho bạn cái cách đó đừng cái file nó như thế nào format nó như thế nào thì thông thường á <laughs> cái file mà tải lên á nó sẽ có hai cột thôi các bạn hai cột thì phú sẽ mở lên và phú phú đánh thử các bạn ha ví dụ như hai cột đó là một cái cột đó là tên là name rồi cột thứ hai đó là email là hai cột thôi đó, đó. thì các bạn chỉ cần có cần đánh một cái tên ở đây và cái email ở đây là các bạn đã có thể inbox vào trong cái danh sách email marketing của các bạn ha đó thì để inbox thì các bạn sẽ chọn nè chọn một cái tập tin nè bạn nhấn vào đây để chọn tập tin nè rồi các bạn sẽ chọn tới cái mục chọn cái đến cái file mà nó lưu cái danh bạc của các bạn rồi sau đó các bạn nhấn lại nhấn nút chọn ở đây ha là các bạn sẽ upload nó lên ngoài ra thì các bạn cũng có thể kết nối với lại một cái dịch vụ khác ở bên ngoài ví dụ như là google docs hay là salesforce những cái phần mềm là quản lý uh, danh bạ uh, chăm sóc khách hàng cm á thì các bạn cũng có thể kết nối với lại cái response bằng cách là các bạn nhấn vào nút kết nối dịch vụ ở đây nè đó thì get response cũng sẽ cho bạn những cái dịch vụ bên ngoài ví dụ như là google contact, google doc hay là Salesforce thì bạn có thể kết nối vào đây ha đó thì các bạn nhấn nút cho phép thì nó sẽ kết nối với lại cái um, cái uh, phần mềm bên thứ ba google doc để mà <laughs> thêm danh bạ vào ngoài ra nếu như bạn không có những cái uh, không có muốn kết nối những cái dịch vụ này thì các bạn có thể nhập bằng tay từng cái um, Uh, danh sách email bằng cách là copy and paste cái danh sách email đó vào trong cái cái response này thì để copy and paste á, thì các bạn chọn vào mục này dán từ tập tin nè thì các bạn có thể đánh trực tiếp vào đây luôn đánh trực tiếp từng cái email rồi cái tên hoặc là cái trường tùy chỉnh nè cái response đó họ cho họ có đưa ra ví dụ cho chúng ta luôn nè dù dụ như ở đây là các bạn nhập email nè ví dụ như là nguyễn văn a đi đó nguyễn văn a rồi a móc gmail chấm com rồi Nguyễn Văn A các bạn có nhớ là phải có cái dấu phẩy nha các bạn cái định dạng của nó đó là email xong rồi phẩy cái rồi tính tên ha đó giống như là cái nó hướng dẫn cho các bạn nè đây email các bạn thấy không địa chỉ email nè đó địa chỉ email rồi, rồi dấu phẩy sau đó là tới cái khoảng cách rồi tính tên rồi dấu phẩy rồi trường tùy chỉnh là bạn có thể thêm thông tin gì đó rồi tiếp đến là ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái danh sách từ cái um, um, <laughs> dịch vụ email marketing khác ví dụ như là mailchimp hay là convertkit thì làm thế nào mà chúng ta có thể um, chuyển cái danh bạ đó từ cái dịch vụ uh, mailchimp hay là convert uh, convertkit sang cái Respond. thì các bạn chọn vào một danh bạ ở đây nè cái tab danh bạ ở đây nè đó rồi tiếp đến là các bạn sẽ chọn nguồn nguồn thì các bạn sẽ chọn mailchimp hoặc là convertkit hay là gì đó ở đây ha à, hiện tại thì GetResponse họ chưa có hỗ trợ chuyển từ ConvertKit sang nha các bạn. Đó. Cho nên là chúng ta có thể chọn Mailchimp nè, hoặc là ActiveCampaign nè, Campaign nè, đó. Vì bốn cái này là hiện tại GetResponse đang hỗ trợ. Rồi. Sau khi chọn cái đó xong thì các bạn có thể chọn cái tập tin, tập tin từ máy tính, có nghĩa là bạn phải download cái cái file, cái file bằng export cái danh sách từ cái Mailchimp về về máy tính của bạn chọn Mailchimp nè xong rồi bạn export cái file từ cái file danh sách danh bạ từ Mailchimp về máy tính của các bạn sau đó các bạn chọn vào cái mục này chọn vào cái mục tải tập tin lên tải tập tin và các bạn cũng chọn lại cái 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 file giống như là chúng ta upload cái file Excel vậy đó rồi cuối cùng là các bạn chọn tiếp theo ha các bạn nhớ là à, uh, thích vào cái mục này nha các bạn. Tôi có quyền thêm những người này để confirm với lại cái respond rằng là bạn hoàn toàn có những quyền để mà bạn thêm vào những cái email này vào trong cái danh bạ của các bạn. Và lưu ý là cái file cái cái sai á, cái sai thì cũng phải dưới là 10 mê nha các bạn. Rồi. Sau khi mà xong hết rồi á, các bạn tìm um, up, um, up cái file lên xong hết thì các bạn chọn tiếp theo để cho cái respond họ up cái file lên ha. Như vậy là xong thì uh, trong cái video này á, Phú uh, đã hướng dẫn chi tiết cho bạn cách làm thế nào để bạn tạo được một cái danh bạ và thêm liên lạc vào trong cái danh bạ đó thì trong những những cái video lần sau á Phú sẽ hướng dẫn tiếp cho bạn cách làm thế nào để bạn tạo được một cái um, email một cái email thật là chuyên nghiệp thật là đẹp theo một cái giao diện mới của Response ha tại vì bây giờ năm 2020 này á thì với Respawn họ đã cho chạy thử cái bản beta, bản uh, <laughs> uh, gửi email mới cho nên là Phú sẽ hướng dẫn bạn trên cái giao diện mới này thì nếu mà bạn nào uh, tham gia sau này á thì bạn sẽ dễ dàng thao tác hơn hẹn các bạn ở những cái video lần sau ha cảm ơn các bạn